Chào các bạn. Ok, hello chào các bạn, mình tên Hùng Kaka. Ok, hello chào các bạn, mình tên Quang Dung. Hey, ok, chào mừng các bạn quay lại với Gendo Nông nghiệp Việt Nam ở châu Phi. Hey, bên ý là hôm nay là các bạn nhá, Paulo hôm nay là mấy hôm đi tập võ đấy. Là hôm nay là người là nhỏ lại như Quang Dung rồi. Rồi cho hôm nay là Paulo là cũng có tí việc bận. Hey, anh đóng Paulo đấy, là mình và Quang Dung là đi vào chỗ bản Kangato, bản mà Linh Philip với là Quang Dung đợt trước đã vào đây là để giúp người dân trồng trọt đấy, và cùng sắp tới là cùng có một kế hoạch mới các bạn nhé. Thì mọi người cũng biết đấy, đợt là mình đưa lúa qua đây thì bây giờ là chờ đến vụ thì nó còn lâu lắm, thì bây giờ sẽ trồng thử nghiệm một ít, đúng không? À, phải đúng trồng thử nghiệm một ít là để xem là trái vụ xem như thế nào, kết quả trong ý thức của các bạn nhé. Đấy thì cũng chỉ chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới là anh em mình là sẽ khai hoang, cùng người dân khai hoang của cỏ. Đấy, nên là anh em mình hôm nay có cùng chuẩn bị một cái món quà đặc biệt cho người dân. Đấy, rất là ý nghĩa với người dân đấy các bạn nhé. Thật thật đấy rồi. Đây là những cây cuộc mới. Đây. Của cái cân này. Đẹp đấy. Cái này đi rừng đi núi cắm cái này là ok các bạn ạ. Đấy. Đấy. Anh em mình là mua 10 cuộc các bạn nhé. Đấy thì trước tiên mua 10 cái xong. Vì không thể mua nhiều được. Đấy, gọi là sau đi khai hoang thì ai có cuộc dùng cuộc, có sẻng dùng sẻng, có giáo dùng giáo. Đấy. Cần tất cả vũ khí để đào đồng mọi người. Đấy, thì vào đấy là cùng thấy người dân cũng đang là làm việc ở dưới kia các bạn nhé. Đấy, không biết làm gì ở dưới đó. Thì bây giờ ta đi xuống xem này. Xuống xem này có cái gì đây. Kiểm ít tội về lãnh tội cậu. Thôi cứ để đấy đó, tí nữa qua người dân lại đó là gửi cho người dân luôn. Đấy. Ok. Đồ mới mà, phải để bất ngờ cho người dân. Để khóa lại để kinh kiếm đấy. Chứ phải cho niềm bất ngờ cả bạn nhé. Chắc đang lấy rau. Đang làm cỏ, làm rau ở đây. Thì rau cũng ăn được thì nói người dân cứ tỉa với ăn mà. Để chia cho ít, cứ ai ra vườn thì là cho mua. Chia về một ít. Thì chủ yếu là để phục vụ... Đấy, hôm trước trong đấy cả bạn. Đấy, hôm trước trong đấy, trong củ đầu này. Đó là bên này dưa leo này. Dưa leo. Dưa chuột đây. Đấy, lên cả đây các bạn nhé. Lên cả đây. Lên cả đây. Hốc nào cũng lên cả rồi. Đấy. Cả dày lên nhưng mà nó bé lắm. Bên này cũng lên cả đây này. Ở bên kia là rau muộn được trong không? Ừ, rau muộn này sắm rau muộn tìm không? Ừ, rau muộn lên đẹp tất cả bạn ạ. Đây củ cải đây à? Su hào. Đây không, cái này rau muống hay là bên đấy là rau muống khô các bạn nhé. Là trồng này lên rất là đẹp. Đấy là chúng một vài tuần là có sao tỏi thôi. Đây cũng như đây này. Dưa chuột các bạn này. Đấy, dưa leo là lên đây cả rồi, lên đẹp lắm. Đấy. Đây hôm sau mình sẽ làm một món rau muống sao tỏi. Này, để cho người dân thưởng thức mọi người. Bên này người dân chúng mới khi ăn rau muống lắm. Gọi là không có. Là chưa biết. Gọi là không biết rau muống đâu. Đấy là sâu hào các bạn này. Lên nhanh lắm. Củ sâu hào đấy, hôm sau là sẽ tỉa ra trồng. Đấy là giáo rộng lắm, tỉa ra trồng các bạn nhé. Otade, Amelia, Urubay, né? Chào các bạn. Kamani, Alleluia. Mọi người tỉa lá này, chắc là về ăn này. Đấy rau đấy là rau. Rau cải ăn lá. Tỉa lá đây về ấy. Cứ chưa đi làm về, chưa lại làm nằm về tối sao. Chia nhau cả đi, đấy. Bên kia đây. Hôm qua cùng là đang cuộc cỏ, lấy rau xong là cuộc cỏ các bạn, vún sợi. Nói chung cái rau này nó cùng sắp tan đấy các bạn ạ. Thế sau sẽ tỉa bên kia sang trồng tiếp. Đúng rồi, bên kia còn đang cùng ướm dậu bên kia thôi.
Lúc nào sau bên này thôi, trong chỗ cũ này. Cái này là tan rồi, ăn nhiều quá đây, giờ nó già đây, có gì đâu. Trong mà chịu bán thế. À, bác tục tích sang nó đứng đấy đi. Chà. Dạ, tí ra cà phê lý xuống, mê tía đi lá đúng. Có là phô lê ta bóng, tí ra cô mê. Ô, mai về đi. Ô, mình tụi mày. Ok. No problem. Sì, sì. Quá xa là? À, tôi xa là chịu. Ok. Ok. También tira un poco para comer hoy ya no tiene. Ay, hace problema. Después yo me doy a meter el mismo. Ya. Ah, muy bien. Está bom. Mai, después va a tirar un poco sopa. Ya. Ya. Cho bác trưởng thôn thưởng thức nha. Ừ. Bác trưởng thôn nha gần đây mà. Đấy, khéo cứ lâu lâu lại ra tỉa với ăn đấy các bạn. Có làm là sỏi sẻ có ăn các bạn nhé. Đấy, không làm là không có gì ăn đâu. Không làm là ăn không được ăn gì cả. Ừ. À, thôi tao có này nhỏ mọi này. Người nghỉ tí lại nhân cuộc mời. Nhân dùng cụ lao động mời các bạn. Đây thì nó xài thử luôn không? Xài thử luôn đó. Nó phải để dành rồi hôm sau đi mà làm cỏ thì làm cái kế hoạch mới là phải cuộc mới các bạn. Trong lũa mà. Nhưng mà chắc cái trong lũa địa điểm cho địa điểm nào còn bây giờ thử nghiệm đúng mới thử nghiệm thôi. Trong thử nghiệm thôi, mỗi bạn vậy. À để có lẽ cũng nói bạn chủ tịch xa đến cho bạc biệt nữa. Yeah, my value. Stem eu quando viajar no Vietnam vai via que Angola, trouxe semente de arroz. Ah, muito bem. Yeah. Muito bem. Depois vai quero vai experimentar aqui para plantar um pouco, vai sair bem ou não. Uhum, yeah. Experiência. Sim, experiência yeah. Aqui. Ah, muito bem, muito bem. Vai sair bem depois tudo aqui. Arroz. Só arroz. Sem problema. Yeah. Yeah. Quando sair tudo arroz aqui, tudo barriga vai achar assim. Repleto. Tudo está repleto. Muito bem, sem problema. Tudo, quer dizer, é fazer experiência. Yeah. Pensa yeah. Assim. Não vou fazer uma vela assim. Yeah. É isso mesmo. Yeah. Aqui, né? Agora tudo, vamos lá no carro, já? Vamos buscar coisa. Coisa nova. Para um pouco, já? Vai no carro ainda, já? Tá bom. Vamos já. Vamos. Ayo. Đây các bạn này, cuộc cái như những cái cuộc cái đấy đấy các bạn này, đây, thấy chưa? Cuộc này nhiều đây. Nhiều mua rồi. Cuộc này là chắc lâu lắm đây. Lâu lắm rồi. Cui à này, cui à. Tá bonito. Tá bonito. Tá bonito. Ah, sim, tá bonito. Vamos trabalhar bem. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Các bạn thấy những cái cuộc mới là chuẩn bị ra sẽ phải tặng cho người dân, tặng cho các chuyên gia nông nghiệp để chuẩn bị những kế hoạch mới. Kế hoạch mới lợi thế, đủ lưỡi đủ đi. Johnny, sobe. Vê. Tem virgem, né? Assim, isso. Senão vai sair tudo. Vai meter já, Johnny. Assim depois, cada pessoa. À, về người dân biết chém mà sụi ăn nghề ấy bỏ ngược đấy dụng cụ mới công việc mới mọi người. Cái gì phải có cái dụng cụ thật tốt. Đây, đây.
Está bonito. Depois, se tá sair, tem que meter um pouco, que? Sabe, né? Sim. Uma madeira, que fica seguro. Sim. Assim, hoje como uma assada nova, né? Sim. Para tudo, cada pessoa assim, volume, que? Depois tempo vai caminhando tudo lá. Sim. Vai plantar aí, arroz aí. Sim. Cada pessoa uma, Tem muito plano aí, grande. Assim, para trabalhar, né? Sim, vamos trabalhar bem. Ok. Vai caminhar bem. Sim, caminhar bem. Saiu batata. Sim. Ouro. Arroz. Né? Assim. Assim. Mamãe. Vem. Viva! Cuida bem, já? Sim. Chagi. Cuida bem. Já pepa. Já pepa. Moni. Muito moni. Valeu. Sim, senhor. Vamos fazer bem. Đấy, nói chung các bạn nhá, ngoài cái bản nông nghiệp chính đấy, các chuyên gia nông nghiệp chính đây đâu các bạn nhá. Thì ở bên bản này, những người đội chuyên gia này cũng là... đứng thứ hai đấy các bạn nhá. Đấy, cũng là rất là chăm chỉ, trong trò rất là... làm cũng rất là tốt. Có kinh nghiệm mọi người. Kinh nghiệm cũng không thua kém gì đội cù đâu. Đội nông nghiệp bản chính đó mọi người. Gọi là phải thua đấy, nhưng thì gọi là... thẳng được đâu các bạn ạ. Đấy, cùng một chỉ một mươi. Bên mười, bên chín. Đúng rồi. Outro. Olha, chega. Acabou, né? Não. Tá faltando. Falta mais uma, tá? Quem mais? Manda a senha. Tá bem? Sim. Põe no hospital. Quem tem casa mais próximo que ele? Ele tá aí. Já, então depois recebe isso, né? Sim. E hôm nay là có một người là đi bệnh viện, mọi người. Bị ôm, nghỉ, các bạn ạ. Nên là, đây. Já, agora o cara já tem sada nova. Sim. Vai cuidar bem, guarda quando... vai tirar de capi, leva com essa. Viva! Viva! Valeu! Muito bom! Trabalha bem! Trabalha bem! Công việc của tàu thì dùng cù lao động về cho tàu đúng rồi. Làm được. Công việc muốn xuân sẻ và cũng như là thành quả tốt là phải có cái dùng cù các bạn nhé. Chứ bây giờ không có dùng cù mà làm tại làm là thì không thể ra cái thành quả được. Hoje eu já tenho um mental lá de que mãe. O qual não era nele. Da guri mo que de que lá que é. Já tem. Já vale. É tudo que on bili. Thế thì bây giờ cùng để cho mọi người tiếp tục công việc kìa các bạn nhé. Đấy, phải làm cỏ để tránh thủ là không lại tội mà. Để con mọi người con đem rau về nấu ăn nữa. Nấu về tội nữa chứ. Con cãi ăn chứ. Hôm nay vui thế này chắc tội này về này. Nó say các bạn, nói nó say không có đâu. Nó không có, chứ là còn phải nói thôi. Rõ thôi, rồi chỉ có rõ con thứ cái thì không có mày thôi. Đấy. Thì nói chung là để chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới là sẽ cao cuộc khai hoang những cái vùng đất ngoài kia các bạn nhé. Để cái kế hoạch là trồng thử nghiệm lúa các bạn nhé. Đấy là trồng thử nghiệm lúa mọi người ạ. Ấy chứ không phải là trồng đâu. Trồng để xem cái mùa này, bây giờ là hết mùa mưa đấy mà. Là anh em mình là trồng thử nghiệm xem cái, vì cái bản này là bản có nước. Có nước đúng không? Nên là chỉ trồng... thử nghiệm một ít gọi là chứ... xem có thành công thất bại xem thành công. Nếu mà thành công thì có thể trong được hai mùa ấy, kết thúc hai mùa ấy. Thì video này thì anh em mình cùng xin kết thúc tại đây. Mọi người thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy nhớ cho anh em mình một like, một chia sẻ và nhớ đăng ký kênh Nông nghiệp Việt Nam ở Châu Phi để nhé. Chúng tôi có động lực giúp đỡ những người dân nghèo và các em nhỏ mồ côi miền núi Châu Phi các bạn nha. Chào các bạn. Cảm ơn đi về chị nào. Cảm ơn đi về chị nào. Alleluia. Vai continuar, já? Amanhã? Sim. Vai outro coisa. Agora continua assim, tira aí, já? Tá bom.